Con ông bác con gì với con gì? Bác nhỏ đứng trong đó vậy chị Bánh à. Con bò với con gà. Ông bác con gì nói chị bác mua. Bò với cừu, con gà bên kia muốn nuôi con gì? Nuôi gà con chị Bánh à. Tướng đi. Chị là nuôi gà, hút cái gà hộp. Ơi! Ai? Ông hai hôm nay cũng có lấy chị Bánh à, chị nên nuôi gà. Ừ, hộp luôn, dứt luôn qua đây. Ok, sáng 6 giờ thì thức dậy hút cái gà. Chị là thèm, chị Hà nhớ con tới gà. Thèm. Nhớ tới thèm quá. Vô liền chúng ta. Chạy nước miếng. Tèo lên. Mua liền. Lấy cho tôi hang gà nồi. Một gà tre. Lấy cho một con gà tiệm thuốc bắc. Chị mua gà chị nuôi thôi. Chị ăn vô ra. Bà nó nói này. Hầu hết những người xử lý là ghét gà, yêu chúng, rất thông minh mà không bán luôn. Rồi vậy là chị bị vô danh sách đen rồi đó. Em nói thiệt á chị Bánh à. Ê con ngựa chị đâu? Sao chị làm như người ta thèm lấy ngựa của chị lắm vậy, mệt mỏi quá à. Mất tiêu rồi. Thôi ngựa nó đứng trên này nè. Nhức cái đầu coi ngựa nè, con ngựa nè. Nó làm cái gì? Ê qua mua giùm chị con gà đi, rồi chị trả tiền, chị đưa tiền mua giùm cho coi. Mua giùm con ngựa đi, ủa con gà đi nhiêu? Mua giùm nè, không thấy người ta đang gặp chuyện buồn hả? Gì vậy? Sao hả? Ngựa của em có con dây với chị Minh ra. Vừa. Cái chuyện gì cũng có chuyện giải quyết, đi chị đem về giùm cho. Em chưa có cài cái mod đó. Thì lấy chay cọp. Em ê cô con này cái. Con nào nó chết vậy? Ngu, nhìn là biết con cù này nó ngu rồi, gặp chị gần ngu rồi. Nghe bà nói cũng có lý á mèo. Phải rồi, mua giùm con gà đi. Gà đúng không? Rồi. Gà em bóc bỏ đầu được. Ngàn rưỡi, đưa một đồng 5 bạc, một đồng vàng 5 bạc. Rồi, bắt xong. Đây. Rồi, giờ đưa tiền đi em ẵm gà em trả cho. Một đồng vàng nè, tiền nè, một bạc. Đồng vàng. Hai đồng vàng. Thầy đi. Bà đếm nè, 2 đồng vàng thầy. Thầy là em bán 2 đồng vàng, còn bà đó bán 1 đồng 5 bạc. Đi về, đi về. Rồi giờ em lấy cái con gì em về cho ra, chị ít ra chị cũng phải cho em TB chứ. Thôi chạy bộ về. Nãy mình có đi ngựa. Chạy bộ vậy á, nó ốm á. Hình như là mình không có đi ngựa bạn ơi. Chạy gì chạy á. Dạy chuồng nè. Cái gì mà mù nặng nề, anh đâu có mù đâu. Đằng sau cái chuồng. Đằng sau chuồng cừu có gì đó kỳ kỳ đó anh. Bị lỗi. Đằng sau chuồng cừu có gì đó kỳ kỳ đó anh. Ok, từ từ. Đằng sau chuồng cừu có gì đó kỳ kỳ đó anh. Chuồng cừu của cái ông nè hả? Có con nhỏ nào ông nhốt trong đây chứ gì? Chắc ông nuôi nhỏ này trong đây nè. Ừ. Chứ ở đây đâu làm gì có gì. Có gì đâu. Ủa là... Cứ có bên chợ á hả? Còn chị Bada tại mọi người kêu em. Ờ vậy để chị quanh lại chị kiếm cân. Lập cà lập cà lập cà lập cà lập. Em tới bên chị. Ừ chị đang quay lại nè. Ủa chị quay lại chị. Kiếm gà chị. Chị kiếm đúng con gà của chị thôi mà chị không suy nghĩ tới em đúng không chị Bada? Từ từ. Bà điên. Chuồng cừu nhanh á. À ok anh sẽ chạy qua chuồng cừu nhanh. Anh hết thức ăn rồi mấy bạn ơi, bị đuối rồi, chạy bộ không nổi nữa. Hết rồi. Gì? Tôi cảm thấy mệt mỏi cái này quá. Mèo xây cái chuồng, mèo xây không nổi rồi mèo. Ông có thể cho tôi hả? GMC, mèo bay đúng không? Một cái ân xá được không? Tôi cho mèo game mua bột luôn á, mà mèo hò mèo đưa tôi 2 vàng. Chơi luôn. Ồ chơi game, chị game mua bột đi, chị đưa. Thiệt không? Chị game mua bột, chị đăng chị xây thôi, chị đưa em 2 vàng. Ừ. Được không? Vậy chị dám không? Rồi vô đây tới, chị tới chuồng nè. Là của em. Tặng đem gà chị trong nhà giùm đi. Em đang đi bộ ngoài làng rồi chị bà nội. Con ẵm con gà của bà, con đói bụng rồi nè. Thôi mà chị mất tay bê. Tay bê mà được. À vậy thôi chị dẫn con ngựa lập cà lập vô. Trả thêm 5 bạc đó chị Bánh Đa. Tại tiền đi bộ. Tiền đi bộ. Ít ra cho thêm 1 bạc nó đi. 1 bạc đi chị Bánh Đa chị ác quá vậy. No. Lập cà lập cà lập. Đi qua đây nè con. Lập. Lập cà lập cà lập. Con ngựa nó tên là con ngựa chứ không phải tên lập chị Bánh Đa. Lập cà lập. Không, chị cỡ nó đó.
Chị lòng tiếng á. Lọt. Anh chưa mua bản tên không? Con này con gà. Anh không có mua bản tên con gà anh bạn ơi. Anh chỉ mua bản tên cho con cừu của anh ơi, mà anh quên mua bản tên cừu nữa rồi. Thiệt chứ, quên luôn. Đây đây đây, hướng này nè, thẳng vô. Thôi tôi đem đốt con gà này mèo ơi. Đem đốt. Này thẳng vô đây. Em đem đốt con gà vậy bên đây. Em đem đốt con gà. Mèo coi coi đó, nó nóng quá hả không mèo? Mèo coi bao xa cái chuồng gà kìa. Tại cái tay. Ai? Từ đây tự chị lấy dây chị cột. Để vô, vô đây nè. Chị lâu chứ chị Panda. Chân bèm nó vô đây nha chị. Mèo coi bá xây cái nhà bá dày nè mèo. Cái nhà bá nè. Cái chuồng gà của bá. Để tôi qua tôi chim ngưỡng á. Tôi qua tôi chim ngưỡng. Ấy vô. Đây, đây là cái nhà. Cái nhà người ta phải không? Kiến nè ha. Cái cửa nè. Mẹ biết không? Hôm trước bà có hai cái cửa đúng không? Bà bứng một cái cửa, bà đem qua là cái cửa cho con gà. Mẹ chơi chơi. Chị phải chia sẻ chứ nó mới chơi. Em đem đốt con gà luôn. Em đi từ xa là em muốn đem đốt con gà này rồi. Thì đem cụ con về á. Con gà là sống trong đó bà nội. Thì ổn không? Tối nó ngủ trong này, sáng nó ra ngoài này nó chơi, có nhà mát nè. Đấy đó. Đây. Phải chơi với chị rồi. Ông thả ra đi. Nó xong được, nó xong chưa. À, cả chị có cái cặp. Cái cặp của em chưa đó. Sao đầu á. Chị thương. Nhìn mặt nó kìa mèo. Đầu quá. Nó ngu luôn. Hai chân kém. Tôi giết đầu quá. Trời ơi thầy. Rồi. Đi. Về nhà đi. Có cái nhà mát nữa chứ. Làm chỗ cho gà bắt cua đó kìa hết. Làm chỗ cho gà bắt cua đó nè. Vậy hả? Ơi lãnh mình nó bay ra ngoài. Mấy bạn nào mà coi mấy tập trước mấy bạn biết á. Nhà chị Panda có hai cái cửa kéo này nè nha. Đúng không? Bà thương con gà của bà tới mức á, bà làm cho nó cái nhà y hệt của bà. Nhà kiến này nha. Đó, con gà bạn, nó là con gà nha. Sáng á, nó phải mở cửa ra nó đi ăn. Tối nó vô nhà đóng cửa lại. Các bạn nghe con gà làm được không? Con gà nữa trong nhà kiến. Chị Panda. Chị làm, sáng chị mở cửa cho hả con gà. Chị từ. Nhỏ chị cũng có nuôi gà chứ nuôi được không á. Nhìn con gà mình giống như đi. Ở trong viện bảo tàng vậy đó, mấy bạn fan comment vậy đó. Con gà nó thông khổ quá. Em tưởng nó nuôi gà mà mình tưởng nó nuôi SCP không mấy bạn. À, chị sẽ đặt tên con gà chị là gà SCP. Đau miệng quá. Tao sẽ nuôi cho gà chơi kìa. Thôi, chắc tôi rách miệng quá trời, tôi cười muốn dạt cái mẹ ra luôn rồi. Đau quá. À. Vậy đi, được rồi. Con gà SCP. SCP Chicken. Em không hiểu nổi tại sao chị với Hebe có thể sống chung với nhau được. Thật là hai người, đúng là hai người có trùng tư tưởng sống chung với nhau được hết đây. Ai có chừng hình như chị thấy nó ngợp, nó xanh lét vậy sao ta. Em chị làm cho nó thêm cái ống khói nữa cho nó thở gì bên đây. Ngu. Ê chị quánh nó được không? Chị làm đi chị bên đây. Nãy mấy bạn bảo là đằng sau chuồng cừu của anh có cái gì hả? À có cái lỗ bạn, mình quên lắp cái này lại. Quên luôn. Ăn kia là xích đu. Thôi. Giờ mình bất mãn mà Panda quá rồi. Mẹ có gì ăn không cho tôi ăn nè. Có trong tủ lạnh đó, vô trong tủ lạnh kiếm đi. Ok, tôi qua nhà mẹ vô tủ lạnh lấy đồ ăn. Tôi nhìn bà Panda này tôi thấy làm hàng xóm với bà. Tôi thất vọng quá. Tôi bất mãn quá. Kể như hàng xóm của nhà mình nhìn thấy không. Nhà xinh, cửa đẹp, chuồng đẹp. Đó, chuồng đẹp. Cần thấy đẹp chứ người khác. Nữa à. Đừng nói hoài đúng không? À. Nhìn nó đẹp muốn chết. Nhà chị là phải ở vũ trụ của phim Ấn Độ của chị Panda. Dạ như cô dâu 18 tuổi rồi này nọ đồ đạn bắn xuyên đầu không chết đó chị Panda. Nhưng mà tôn lên đúng không? Đúng rồi, nhà chị là phải ở vũ trụ đó chị Panda. Kiểu
con 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 chị chỉ có tầm đó thôi, tầm đó mới chịu nổi chị thôi. Chị là vượt quá sức tưởng tượng của nhân loại rồi chị anh ta. Đẹp quá. Khổ. Khổ. Ra chơi đi con. Không, không. Đi đi. Đi con. Mẹ thương luôn. Gửi nó. Ra. Yeah! Bà mới là mẹ thương rồi giờ đi ra luôn mẹ. Đây. Tôi nghĩ là con tôi thấy tội nghiệp con gà bên bển á. Nó ra nó không chịu ra nữa. Nó không biết đi tơi. Chốt 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 chốt. Con gà là chứ. Gà ở đây phải chốt 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 chốt. Đi đi con. Tự ở không đi biết lẹt đó con à. Biết sao không? Cái ông đó ông giữ hoài á, đó giờ biết đi rồi nè. Con gà đang cầu cứu mình đó mấy bạn ơi, nó nhìn mình nè. Mày cứu tao đó. Trời ơi, tại sao mày đem tao về cái trường này? Chơi đi con. Tự chơi xích đu nè, ở đây. À! Gì nào? Đây. Đang xây cái chuồng gà mà nghe bọn ta nói riết té chết. Để cho tao. Đây. Đi rồi đó chơi đi. Đây. À, giờ em thấy cái chuồng gà của chị giống cái khu vực cách ly chị bên đây. Trời, mất cười. Chừng nào con muốn vô nhà thì mẹ mở cửa cho con vô nha. Chơi đi. Đó là nhà mát á. Bên đây là nhà mát, còn bên đây là nhà ở với ngủ. Còn cái ngoài sân này là sân vườn. Chị đi hái hoa về chị cắm. Ừ. Chị đang dạy cho nó biết đâu là sân vườn, đâu là nhà mát hả? Đúng rồi. Cái hồn nó không biết cái chị đang thử thách nó coi nó biết đường đi vô nhà không nữa. Rồi đây. Tôi nghĩ là con gà nó sắp tự nó làm thịt nó đã tự chết luôn mèo. Không. Rồi đây con. Đây, đó. Chị phải thử thách nó chứ. Không phải. Không. Ôi, nó sợ tự mất. Em nghĩ là nó sắp mất rồi chị Banda ơi, nó sắp đi trốn chị rồi chị Banda. Em nghĩ là chị không nổi chị đâu chị Banda ơi, chị làm gà đó áp lực quá chị Banda. Trời. Chị đừng đẩy nó áp lực. Chui kè. Mà sao cưng mua sao con gà mặt lúc nào cũng bí xỉ á. Tại giống chị gì Banda. Chị vui lắm mà ta. Phải không? Ừ. Nay là ngày 26 rồi. Sinh nhật của cái ông bán bò nè. Chuẩn bị là qua mùa hè rồi chị Minh ơi. Chuẩn bị được nghỉ hè rồi mấy bạn. Hè là mình làm gì ta? Hè là mình trồng cây khác chị Minh ơi, với lại con gà đó nó sẽ tẩu hót chị Minh ơi. Cái gì? Mèo đi ngủ mèo ơi, đi ngủ mèo ơi. Cái gì? Ngủ ngủ ngủ, tới giờ ngủ rồi, tối rồi ngủ. Chưa xây được cái nóc nhà đó. Từ từ mèo phải ngủ cho hàng sớm chứ. Ơi. Này là mèo sống vì cái cộng đồng mà mèo. Chết cái tép mèo ơi. Ai da 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 da. Rồi chạy ngủ. Mệt quá. Tôi sắp xây xong chuồng gà này mừng quá trời quá đất. Mèo đâu game mua xe đâu mấy bạn. Mèo nghe đưa mình he vàng, mèo không dám game mua xe luôn. Ủa chứ sao ông nói không được vậy? Đâu, tôi nói là bà Banda thì không được thôi. Phải không? Bà Banda bảo ông khỏi cho đi, bà làm không có xây điên xây khùng không khỏi. Trời ơi. Tôi cũng nghĩ vậy giống mèo, mèo ấy tôi đâu cho đâu mèo. Chuyện hợp tôi trong hai vàng nha. Ok. Ê con gà chị nó thơm bong bóng là nó bị gì vậy? Bệnh. À nó muốn chết đó chị Banda. Ha, em chờ cái ngày này từ hôm qua, từ lúc em mua nó tới giờ. Nó muốn chết rồi đó chị Banda. Chị chơi. Nè, tối chị không chịu bỏ nó vô cái khu cách ly này chứ đâu. Oh my god. Giờ còn đem vô bỏ vô cách ly liền. Vô con. Vô. Vô. Đây. Bà mới đặt cắt con gà phải không? Ừ, để tôi ẩm gà, bả tôi đem vô, tôi bỏ vô chuồng cho bả ơi. Đi. Gà của chị nó bị bệnh rồi. Bà mua thuốc chữa bệnh á, là một ngàn tiền. Ôi trời. Nè, em có thuốc này, giờ chị đưa một đồng vàng đem chữa bệnh cho nó. Ôi, chai thuốc mắc dữ vậy. Ừ, giỡn. Chị tưởng chai thuốc rẻ hả, nếu rẻ thì chị cứ để gà bệnh đi. Đưa cho em một đồng vàng đem chữa bệnh cho con gà. Thiệt không? Thiệt. Đứa không đi rồi đứa, tại cái tờ, ai mà chật. Ở đây không có ai giật á, ngoài chị vậy Banda. Đưa lẹ lên. Đó giờ chị có tiền có ai chưa, cưng thấy chưa. Chị giật em nhiều tiền lắm chị Banda, chị đưa em lẹ đi. Cưng không, em không chữa nó nữa. Em không chữa nó, chị tự đi chữa đi. Nghiệp quá.
Đứa đông vàng lẹ đi chữa bệnh cho này, nói thiệt. Ủa đi, có ai mà lỡ bác sĩ mà lỡ đòi tiền rồi trước không? Các bạn nhớ mình nha bạn, cái thuốc này 1 ca tiền các bạn, thuốc cho thú 1 ca tiền. Nếu bạn nào mà xem livestream mấy bạn cũng biết, mình mà chữa chị Panda không đưa tiền cho mình đập banh cái chuồng gà của bà, mình lấy cái cửa của bà luôn. Cho cái thuốc bệnh nhiều chứ cưng chữa vậy mắc dữ lắm. Đúng rồi, chị chạy qua chị tự mua đi chị Panda ơi, chứ ai đâu mà rảnh mua cho chị. Rồi yên là ngựa. Đúng rồi chị Panda, chị không có vô mà chị không hỏi giá được, tại nhân vật chị đâu có mua được, nãy nó đâu cho chị mua. Rồi bà quyết tâm ở đi mua bạn ơi, mình muốn giúp bà chứ mình không phải cho anh bà đâu mấy bạn, nên mấy bạn khỏi nói mình áp. À, cái thuốc quá quá. Thiệt, thuốc chữa cho hút 1.000 tiền đúng không mèo? Đúng mà. Đúng mà. Phải 1.000 tiền lên. Giờ đấy, chị làm em giận rồi, tăng thêm 1 đồng bạc nữa. Cái tôi không tin tưởng. Giờ chị làm em giận rồi. Giờ chị phải đưa em thêm 1 đồng bạc nữa, em sẽ chữa cho chị. Chị đỡ tốn công chạy đi mua chị Panda. Giờ bà đang suy nghĩ á, bà đang suy nghĩ á. Đang suy nghĩ từ lời. Nè bà chạy đi kiếm tôi kìa mẹ. Ao. Chạy thuốc rồi không? À, đi hỏi có chạy thuốc nào không? Thuốc đâu không có đâu chị Panda. Ai mà có cho chị phải mua. Đừng mà... chửi chị đi, chị trả tiền cho nè. Người ta có thuốc đó thì không mượn thôi á. Ông hút cái thuốc sẵn kìa. Em có hút sẵn không rồi nè chị Panda. Uống giùm chị đi, chị trả tiền cho. Giờ là 1 đồng vàng và 1 đồng bạc nha. Tiền đi bộ chị Panda. Đi cái cửa qua chị trước đi. Nam đi. Từ từ. Ngượng quá chị, làm gì mà em đi được mèo đi tưới cây cho ruộng mèo kìa mèo ơi. Ơ chết chết quên quên. Tụi mèo bay đi tưới luôn mèo. Tại vì á tôi đang họ tôi đưa ông 2.000 vàng mà. 2 đồng vàng 2 đồng vàng. Ừ thì 2.000. Lọc rồi nè. Đi đi. Mệt chết đi. Xong. Đồng vàng 2.000. Đồng vàng với 1 đồng bạc. Đồng. Rồi đi cửa đi cơm. Rồi đây 1 đồng vàng thôi, 1 đồng vàng với lại 1 cánh cửa kéo. Ôi cửa chị muốn mắc lắm á. Nè nhìn. Nhìn nè chị Panda, nhìn thuốc thần kỳ nè. Rồi chạy đi. Đục vô cái ọt nó hết, nó không sống nè. Em hộp vô cổ họng nữa nè. Wow. Có đồ ăn không cho em ăn, em bị đói rồi. Bệnh nó lây qua em rồi chị Panda ơi. Thuốc tiên. Bệnh nó lây kìa. Thuốc tiên. Té hết nè. Đâu, quăng thịt ra đây, nhảy lên quăng ra. Ừ đúng rồi, quăng ra. Dạ, tại tại cho ít ra miếng thịt nào bự bự, cho miếng nhỏ xíu chữa bệnh cho bà nội này. Mất đóng đồ ăn. Thì giờ thôi chị 2 miếng rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, 5 triệu. Ủa chị Panda. Đưa con ngựa đây. Không không, tiền đi bộ chị Panda. Rồi xong qua đây lấy ngựa lại đi. Chị nói mà, chị cho mượn ngựa mà. Vậy hả bé? Vô hả? Panda. Cái gì? Mình cho, ê mình mất tiêu cuốn sách của mình rồi, từ từ. Quên lấy lại nữa.